Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thời tiết từ biên tập viên Hương Liên. Chào chị Hương Liên ạ. Hà Nội thì ấm lên rồi, không biết là ở những tỉnh thành khác thì có những cái thời tiết nào đáng chú ý không ạ? Vâng, Thụy Vân, ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay sẽ bước vào đợt chiều cường đầu tháng 2 âm lịch. Dự báo mực nước chiều tối nay ở hai trạm Nhà Bè và Phú An đều trên báo động 2. Mức nước này tuy không quá cao nhưng vẫn có thể gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp ven sông, ven kênh rạch như là đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát thuộc quận 7, Lê Văn Lương ở Nhà Bè. Cảnh báo những ngày tới nước ngập sẽ tràn cả vào nhà dân khi mà chiều cường lên cao nhất của đợt. Vì vậy quý vị cần chủ động kê cao đồ đạc, nhất là các đồ dùng điện. Còn về thời tiết, chiều tối nay ở Nhà Bè Cần Giờ có mưa, nhưng mà chỉ là mưa rào nhẹ rất nhanh. Đầu giờ chiều vẫn có nắng, nhiệt độ khoảng 32 độ. Khu vực trung tâm và phía bắc thành phố trời tạnh ráo, nắng mây đan xen, nóng nhẹ 33 độ. Thủ đô Hà Nội dự báo chiều nay có lúc hửng nắng, không khí ấm áp, nhiệt độ cao nhất là 24 độ. Tối và đêm trời cũng không quá rét, nhiệt độ vào khoảng 20 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.